Sit-ups cable rows là một trong những bài tập rất tốt cho cơ lưng. Nó mang lại một cái độ khỏe và cái độ dày tối thiểu cho cơ lưng. Đây là một bài tập rất là quan trọng, các bạn không nên bỏ trong một cái buổi tập lưng. Thì ở cái bài tập này cũng là phần tập về nhóm cơ lưng, chủ yếu phát triển về cơ lưng giữa. Cơ ăn theo sẽ là cơ tay trước. Chú ý là các bạn cũng không nên khóa khớp cùi chỏ, tức là các bạn không thẳng tay khi kéo. Khi kéo cáp và cái cánh tay của bạn nó sẽ giữ một cái độ cong nhất định, và bạn cố gắng dùng cơ lưng để thực hiện động tác, không dùng cơ tay, hạn chế dùng cơ tay trước nha các bạn. Thì trên màn hình là một cái thiết bị để tập cái bài này, cable. Và ở đó, đến khi đánh giá tổng quan cái bài này ấy, đây là một cái bài tập rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng chia ra mức trung bình thôi. Mức trung bình, những bài tập với máy thì hầu như nó mức trung bình hết. Bài tập này rất tốt để phát triển độ khỏe cũng như độ dày của lưng. Và khi tập các bạn nên đung đưa người nhẹ, nhưng không được ngã về xa một góc quá 15 độ. Khi cô lập cơ, khi mà bạn cô lập, bạn giữ người cố định thì nó sẽ làm giới hạn khối lượng và làm cho cuộc sống của mình nó chịu nhiều áp lực hơn. Về kỹ thuật cơ bản thì các bạn khi mà kéo vào sát người, thở ra, khi chuẩn bị kéo vào thích vào. Khi kéo vào các bạn nhớ ưỡn ngực để cho cái cơ lưng của mình được ép sát, ép sâu hơn nữa. Thì trước khi thực hiện bài này các bạn cũng phải cố gắng chỉnh cái ghế cho nó phù hợp. Đối với bài này thì cái ghế nó quan trọng lắm, cái ghế nó rất là quan trọng các bạn. Cái ghế nó sẽ tạo cho bạn một cái điểm tựa vững chắc để bạn thăng bằng và an toàn để mà thực hiện động tác kéo. Cái chân của bạn cũng phải là cố định trên sàn hoặc phải bám vào một, đạp vào một cái cây hay là một cái vật gì đó, tùy vào cái máy của các bạn thiết kế như thế nào. Thì đối với cái máy này thì khi đạp vào cái cây ở phía dưới, nó sẽ giữ cho mình cố định và cái cơ đùi của mình phải gồng lại, cứng lại, cơ chân mình nó chịu lực thì mình mới kéo được. Chứ cái bài này không thể nào kéo mà cái cơ chân nó không hoạt động cả. Đây là một bài tập về sức khỏe và độ dày, nên các bạn phải chọn một khối lượng tạ nó tương đối nặng với mình một chút xíu, chứ không nên chọn quá nhẹ thì bài này nó không còn phát huy được vai trò gì cả. Thì bắt đầu thực hiện bài này thì các bạn cũng đừng quên là phải trang bị cho mình một cái đai. Bài tập liên quan tới lưng và cột sống thì phải có đai và một cái cọng dây tập lưng để bạn quấn vào cái thiết bị mà bạn kéo, thì nó sẽ giúp cho mình nó không có đau tay. Và thứ nhất, cái thứ hai là nó cái cổ tay nó không chịu quá nhiều áp lực đó. Khi các bạn kéo thì các bạn nhớ là ưỡn ngực ra để cho cái cơ lưng nó được ép sát vào nhiều hơn đó. Như các bạn để ý trên hình là đung đưa nhẹ thôi, không có ngửa người về sau quá. Và khi kéo vào cái tay á, nó không có được thẳng. Khi kéo cái tay nó không được thẳng, tức là khi bạn duỗi ra đó, cái tay nó thẳng là nó khóa khớp cùi chỏ không được. Và khi kéo á, thì mà kéo vào vị trí nào của cơ thể kéo á, thì các bạn nên kéo vào vị trí ngay rốn hay là ngay bụng, trên rốn một tí, ngay bụng, không kéo vào ngực. Kéo vào ngực á, thì nó là không đúng động tác. Các bạn kéo thấp thôi, không kéo cao. Các bạn thấy là ở cái bài tập này, nó cơ lưng nó sẽ hoạt động rất là tốt. Nhớ là không khóa khớp, không kéo cao, không thẳng tay, không ngã người. Đó là những quy tắc cơ bản khi thực hiện bài này. Thì cái bài tập đến đây cũng được kết thúc. Xin chúc các bạn có một cái cơ lưng thật đẹp qua cái bài tập này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.